Tư Thừa Ngôn lo lắng đến phát điên không ngừng đi đi lại lại, tên họ Hoàng kia cũng quá cứng đầu rồi. Hiếm lắm khoa vật lý mới có được một bảo bối, không cung phụng thì thôi, bài tập về nhà cũng không cho người ta nộp trễ một chút là sao? Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng từ Doãn ca. Tư Thừa Ngôn có chút lạnh sống lưng, được rồi, ít nhiều gì chuyện này cũng có phần trách nhiệm của tôi. Nhưng nếu không phải vì một nhà nghiên cứu nổi tiếng gần đây đã gặp tai nạn, tôi đã sớm bảo tên họ Hoàng đó nhận rõ vấn đề một chút rồi. Anh ta đang muốn lên mặt với ai chứ? Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Doãn ca đột nhiên lên tiếng hỏi, nhà nghiên cứu khoa học xảy ra chuyện gần đây, có phải bọn họ đều quen biết nhau không? Tư Thừa Ngôn mơ hồ đáp, thật không? Tôi cũng không chú ý lắm, nhưng hình như cũng đều là bạn cùng lứa tuổi. Doãn ca rơi vào trầm tư, tất cả đều là cùng một thời đại nghiên cứu khoa học. Nghĩ ngợi một lúc Doãn ca giống như là nhớ ra cái gì đó, liền đứng lên, Tư Thừa Ngôn, tôi đi ra ngoài một chút. Không đợi anh ta trả lời, Doãn ca đã cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài, Doãn ca tùy ý tìm một chỗ dựa người vào bức tường gọi điện thoại cho ai đó. Sau một loạt tiếng tút, cuối cùng cũng có người nghe, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên kèm theo chút vui mừng. Doãn Doãn. Doãn ca hờn dỗi nói, anh trai, sao anh không đến tìm em? Bên này, Hoắc Thời Độ nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời, ngày mai anh trai đón em đi ăn cơm nha. Hai người quỳ dưới đất khóc không ra nước mắt, vừa bị Chu Việt đánh cho u đầu. Doãn ca nghe xong liền hỏi tiếp, nói vậy hôm nay anh trai đi ăn với người khác rồi hả? Giọng điệu này dường như là đang muốn thử lòng anh đây mà. Hoắc Thời Độ không tự chủ được, thấp giọng cười ra tiếng, bộ dạng đứng đắn đáp, không, anh ăn một mình. Hai người u đầu bên cạnh nghe xong không tin nổi, là hoảng sợ thì đúng hơn, cái người này với người vừa nãy là cùng một người hả? Doãn ca nghe xong không biết tại sao trong lòng lại vô cùng bực bội, ồ, vậy em tắt máy đây. Nói xong cô liền dứt khoát cúp điện thoại, tức giận đá bay cục đá dưới chân, đồ xạo chó mà. Trong đầu Doãn ca bấy giờ có chút không tỉnh táo, cô ngồi xổm xuống một tay đỡ trán, bực mình, khó chịu và nghi ngờ. Tâm trạng của mình bắt đầu dao động ngày càng nhiều vì người này. Sự nóng nảy và bất an đã khắc sâu vào xương cốt của mình, không khác gì ghen của Mạnh Anh. Mình mới là kẻ điên. Doãn ca không tự chủ ôm lấy đầu, cả người run rẩy. Tư Thừa Ngôn vừa hay đi ra thấy cảnh tượng này, không khỏi sốt sắng. Làm sao vậy Doãn ca? Doãn ca ngước mắt lên, đuôi mắt hiện lên một chút đỏ, run rẩy nhìn anh ta hỏi, anh có thuốc lá không? Tư Thừa Ngôn lập tức chìa tay ra đưa cô một cái kẹo mút, gì mà căng thẳng vậy? Thuốc lá không có nhưng kẹo thì có một cây, có muốn không? Doãn ca nhanh tay đoạt lấy rồi nói cảm ơn. Tư Thừa Ngôn căn bản không muốn đưa thuốc lá cho cô. Thấy Doãn ca rời đi, anh ta ở phía sau gọi lại, đúng rồi, tôi vừa mới tìm hiểu thông tin, giáo sư Hoàng của các cô sẽ có lớp trong nửa giờ nữa đó. Nếu lại không đến lớp, chắc anh ta tới đập nát cái phòng thí nghiệm của tôi quá. Doãn ca không kiên nhẫn phất tay một cái, tỏ ý biết rồi. Đợi khi cô đi khuất, ánh mắt của Tư Thừa Ngôn chợt lạnh xuống, bệnh của Doãn ca có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Một lúc sau, Doãn ca quay trở lại lớp học. Thấy Doãn ca đến lớp, đám người không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc Trạng Nguyện cha đã tới lớp rồi kìa. Từ Hạ Ninh ngồi bàn đầu rô lên một tiếng, bạn học Bùi còn biết trở về lớp nữa hả? Nghe vậy Doãn ca nhướng mày, chậm rãi hỏi, sao nào? Cậu tìm tôi sao? Từ Hạ Ninh ai oán, có quỷ mới tìm cậu. Nghe vậy, đột nhiên nam sinh phía sau lên tiếng, không tìm Trạng Nguyên cha, vậy cậu chép bài tập về nhà cho cậu ta làm gì? Từ Hạ Ninh nghe xong lập tức quay đầu lại, cầm quyển sách bốp lên đầu nam sinh, kia trừng mắt nói, câm cái miệng của cậu lại. Phía cuối lớp một nam sinh vẫy tay kêu lên, bạn học Bùi, nhóm chúng ta ở đây này. Doãn ca cất bước đi đến nơi. Nam sinh đeo kính lên tiếng, giáo sư Hoàng nói từ nay chúng ta sẽ là một nhóm. Hôm nay là bài tập lần thứ hai của nhóm. Doãn ca hỏi, có cần tôi làm cái gì không? Nam sinh có chút sợ hãi nhìn Doãn ca, cái này, đã được phân công trong tiết học đầu tiên rồi. Doãn ca không khỏi nheo mắt, tiết học đầu tiên ư? Vậy đã học một tiết rồi hả? Trong lòng âm thầm mắng, Tư Thừa Ngôn nghe được thông tin ở đâu ra vậy trời. Bên cạnh Mạnh Văn Văn cùng nhóm, nhún vai một cái, thôi, giả vờ chi nữa, cố tình bỏ lỡ một tiết học chỉ để né tránh sự phân công bài tập trong nhóm, chứ gì. Nhưng mà Trạng Nguyên mà, không muốn cùng nhóm với chúng ta cũng là dễ hiểu thôi. Nam sinh ngồi ở giữa không khỏi xấu hổ. Quay đi quay lại liền nói với nữ sinh bên cạnh, cắt đứt ý niệm của cô ta trước khi Doãn ca lên tiếng, bạn học Mạnh, không cần phải nói như vậy. Thật ra bài tập của nhóm vẫn thiếu một người để tổng kết. Mạnh Văn Văn nghe xong, liền ngẩng đầu lên nhìn Doãn ca châm chọc, tiết học đầu bạn học Bùi còn không lên lớp, cô ta có thể tổng kết được à? Hay là để tôi làm cho? Trong lòng cô ta đầy bất mãn, Trạng Nguyên thì sao chứ, liệu có thể tiến bộ hơn nếu không đến lớp học không? Mình không tin mình có thể kém hơn Bùi Doãn ca. Nam sinh sợ Doãn ca tức giận, muốn động thủ với Mạnh Văn Văn. Nghĩ đến đây bèn vội vàng nói, vậy thì hình như cũng không. Còn việc gì làm nữa? Ngoại trừ việc thảo luận đề tài này với giáo sư Hoàng. Bạn có thể chứ?
Doãn ca cầm tài liệu lên xem một hồi đáp lại, chắc là được. Mạnh Văn Văn nghe vậy không nhịn được, mỉa mai cười ra tiếng. Trạng Nguyên lợi hại thật, chưa từng tham gia tiết học đầu tiên mà, cũng có thể đánh giá được đề tài của người khác kìa. Nếu bạn học Bùi cảm thấy có thể, vậy thì bạn học Bùi nhất định có thể làm cho giáo sư Hoàng duyệt cái đề tài này phải không? Nghe cô ta khoa trương như vậy, Doãn ca nhẹ nhàng đáp, nếu được thì sao? Vả miệng cô nha. Nói xong, Doãn ca cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Mạnh Văn Văn ở phía sau tức đến đỏ cả mắt, những người khác không nhịn được cảm thán, Trạng Nguyên cha ngầu quá. Mạnh Văn Văn thấy mọi người đều nhìn Doãn ca với vẻ mặt sùng bái, trong lòng càng thêm tức giận. Mình đã dành rất nhiều thời gian để giao lưu với các bạn cùng lớp, nhưng vì lần này bị xếp vào nhóm tệ nhất nên mình bị cười nhạo sao? Dựa vào đâu Bùi Doãn ca lại có thể được nhiều người thích đến vậy?